Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình Video hôm nay thì mình chia sẻ đến cho anh em Cái hệ thống bơm nhớt của xe AB125 của Honda Thì một số anh em có ai điện về cho mình Và nói khi nào anh dành rỗi thì chia sẻ cho cái hệ thống bơm nhớt của xe AB, xe tây ga AB125 Thì hôm nay mình đang dành rỗi Thì mình đang bổ máy con xe mươi 125 của hãng honda đang làm máy thì sẵn đây mình chia sẻ đến cho anh em cái hệ thống uh, hệ thống bơm nhớt thì uh, ở khu vực mâm điện đây là cái mâm điện anh em này mình tháo mâm điện ra cái nắp mâm điện mình bật ra rồi thì anh em nhìn thấy đây có cái bánh nhựa bánh nhựa này nó sẽ ăn với cái cái lại cái uh, bánh răng của trục cơ anh em nhá thì bên trong cái bánh nhựa này chính là cái cái bơm nhớt thì khi mà máy nó máy máy khởi động máy gì uh, nổ thì làm quay trục cơ trục cái bánh răng này nó sẽ quay vào cái bánh răng nhựa này và cái bánh răng nhựa này nó tiếp tục là nó sẽ quay vào trong cái bơm thì đây chính là cái bơm bây giờ mình sẽ lấy ra ngoài lấy hẳn ra ngoài để mình đây mình lật sang bên đây đây là cái bơm anh em nhé đây là vị trí là cái bơm này bây giờ mình lấy ra ngoài này mình lấy ra ngoài mình lấy ra ngoài thì anh em để ý này vị trí này chính là cái vị trí mà úp vào trong cái cái đường này và đường này chính là cái đường mà nó hút hút nhớt lên này anh em này hút nhớt lên hút nhớt lên <laughs> hút nhớt lên bơm bơ hút lên bơm dựa dựa nó cái này coi dựa thế này coi hút nhớt lên thì anh em để ý này anh em chú ý là nó hút nhớt từ dưới này lên qua cái lọc đấy anh em nhá nó hút lên đây qua cái lọc bên bên đường đường, đường, đường sau của cái máy đây nhá. anh em có cái ốc để bảy bên này này đấy là cái lọc sau khi có lọc thì nó hút lên đây hút lên cái bơm đằng sau là cái bơm thì nó sẽ có hai đường nó bơm lên đây bơm lên đây một là nó ra bên chỗ cái vòng bi cơ hai là nó sẽ chạy lên trên phía đường này Đấy, đường này thì là cái đường để tiếp giáp cái cục hơi Thì đường này nó sẽ lên đầu bò Đường này nó sẽ chạy lên đầu đầu bò Và tiếp theo nữa, còn một đường nữa nó sẽ ra đường cái hốc này Và cái khu vực này là khu vực cái vòng bi cơ Vòng bi cơ là vòng vòng đây anh em nhé Vòng bi cơ đây Thế nhau để ý bên này, trong này nó có một cái rãnh này Thì khi mà nhớt nó bơm lên trên đây Nó chia thành hai đường, một đường đi lên trên hơi và lên đầu bò vào một đường vào trong cái vòng bi thì chính là vào cái vòng bi này vào cái vòng bi này thì tiếp tục là nó anh em thấy đây có cái rảnh này cái rảnh này nó sẽ ôm sát ôm sát với cái chỗ này thì khi nhớt nó bơm qua cái đường này anh em nhìn thấy nó khuyết đi không khuyết đi một đoạn như thế này thì nó sẽ vào trong đây nó vào trong đây thì đây cho anh em thấy trong đây nó có một cái lỗ này khi mà máy di chuyển thì vòng bi này quay kệ nó miễn là sao mà nó bơm qua cái kẻ này nhớt vào trong cái rảnh này là được thì khi vào trong cái rảnh này nó anh em nhìn thấy trong đây là cái chỗ tay biên thì có cái áp này nó có cái hốc trong này thì nhớt nó sẽ chui vào trong này và nó sẽ thông ra đường vòng bi uh, bi cơ tiếp tục là nó sẽ qua các cái kẻ đây mình đây sau khi mà nó vào trong đây nó bôi trơn cái tay biên rồi á thì anh em để ý này hai cái rảnh tay biên thì anh em thấy có hai cái rảnh hai cái rảnh này bên này có một cái rảnh chờ dựa cái này nhé anh em để ý đây này. đây có một cái rảnh này và đây cũng có một cái đánh Thì khi mà xem cái lực quay thì nó sẽ tuôn cái nhớt này nó phụt lên Để chiên hơi. Xắc măng, tông để không bị bó máy. Đó là cái đường đi của nhớt anh em nhé Đấy thì trong một số trường hợp là à, bị tắc. Một số trường hợp bị tắc này hoặc là các bánh răng nhựa bị bị vỡ thì nó sẽ không không bơm nhớt được thì nó sẽ dẫn đến là à, bị uh, bó hơi. Thì lúc đó anh em hiểu được cái đường đường nhớt nó đi như thế nào thì lúc đó anh em sẽ tự biết được là à chỗ này nó có vấn đề gì đó là anh em sẽ tự tự biết đấy thì mình nói ngắn gọn và dễ hiểu vậy thôi anh em nhé anh em cứ xem đi xem lại là anh em sẽ hiểu mình không nói sâu xa để chuyên sâu rồi đi lúc nhiều nhiều quá thì dẫn đến anh em rất là khó hiểu mình chia sẻ chia sẻ nó đơn giản như vậy thôi nhưng anh em phần nào anh em cũng hình dung anh em dễ hiểu lần sau anh em có làm được cái vấn đề nhớt này anh em không bị bờ ngỡ anh em làm thấy vô tư anh em hiểu rồi là anh em làm được Đấy thì video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này đây Anh em thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình lần sau mình tiếp tục mình sản xuất những cái video Hay hơn à, Nhà mình thì cũng có vừa chia sẻ đấy anh em kiến thức sửa chữa xe cắt máy Hệ thống phun xăng điện tử thì cũng có Kinh doanh một số cái mặt hàng Ở trên Zalo mà hoặc số điện thoại Những cái mặt hàng hơn 100 mặt hàng Nhưng mà mình sẽ nêu cho đây vài cái mặt hàng chính anh em tham khảo Thứ nhất là máy chuẩn đoán lỗi MST eh, Phiên bản mới nhất máy vệ sinh kim phun bùng đốt đồng hồ đo phản năng, đồng hồ đo áp suất bơm xăng áp suất bùng đốt, rồi rất nhiều các mặt đồng hồ các cái khẩu lồng rất nhiều anh em quan tâm thì vào zalo trên màn hình, số trên màn hình anh em tham khảo thêm nhé. À, video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này đây. hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo. xin chào và hẹn gặp lại.